có thể quản lý email rất là tốt và có đầy đủ tính năng mà chúng ta thậm chí là có dư những tính năng mà chúng ta chưa bao giờ cần phải xài tới. Nếu như các bạn cũng chưa hài lòng với Evolution, chúng ta còn có một phiên bản cũng khá là gây đình đám trong giới mã nguồn mở, đó là Thunderbird, là một phần mềm email client đi kèm theo với lại trình duyệt Firefox. Như vậy là chúng ta có thể duyệt web, chúng ta có thể gửi email. Vậy thì chat thì sao? Mặc định ở trên Linux, chúng ta có một phần mềm chat có thể tích hợp được với các cái hệ thống chat nổi tiếng nhất hiện nay như là Yahoo, Messenger, Google Talk và một số các cái chương trình chat khác. Ở đây chúng ta sẽ tôi sẽ thử nối vào Internet và sau đó thử chat với một người bạn có sử dụng tiếng Việt như thế nào. Các bạn cũng có thể thấy rằng là chương trình chat này tuy rằng là rất là đơn giản nhưng có đầy đủ tính năng. Một lần nữa là nếu như các bạn cảm thấy chương trình này chưa đủ sức thuyết phục bạn thì chúng ta còn có hàng hà sa số các chương trình khác được phát triển cũng dựa trên khái niệm mã nguồn mở. Trong đó chúng ta có nhiều tính năng hơn, có thể tích hợp được với nhiều phần mềm chat hơn và đặc biệt là sẽ có những giao diện hấp dẫn hơn phần mềm cài đặt sẵn trên Linux này. Đối với lại là nhu cầu văn phòng thì chúng ta có OpenOffice. Nếu các bạn muốn soạn thảo văn bản thì chúng ta đã có Writer với những tính năng đầy đủ giúp cho các bạn soạn thảo các chương trình, các cái văn bản từ đơn giản cho đến phức tạp. Trong đó có cả hình vẽ, chúng ta có thể chia cột, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ với Writer. Có thể nói rằng là ngoại trừ bạn là một người dùng cực kỳ chuyên nghiệp thì bạn có thể phàn nàn về cái độ gọi là thiếu sót về tính năng của Writer. Nếu không thì chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Nếu như các bạn muốn thực hiện các cái trình bày thì chúng ta đã có Impress, là một chương trình cho phép các bạn có thể tạo ra các cái trình diễn và sau đó chúng ta sử dụng nó để chúng ta đi phục vụ cho các buổi hội thảo. Ở đây các bạn cũng thấy rằng là chúng ta tạo ra một cái slideshow đơn giản giới thiệu về Linux và Fedora. Và nếu như các bạn cần đến các nhu cầu về tính toán thì chúng ta có Cal. Cal là một phần mềm bảng tính cho phép chúng ta có thể lập ra những bảng tính từ đơn giản cho đến phức tạp, thậm chí rất phức tạp. Ở đây thì chúng ta xem qua một số cái tính toán đơn giản của Cal. Có thể nói rằng là Cal có giao diện khá thân thiện và độ dễ dùng của nó cũng không thua kém những phần mềm đang được sử dụng thông dụng nhất hiện nay. Vậy nếu như các bạn là một trong những người bận rộn và các bạn cần phải thực hiện rất nhiều dự án cùng một lúc thì chúng ta có công cụ quản lý dự án là Planner, cho phép các bạn có thể theo dõi được tiến độ các công việc và sắp xếp lên kế hoạch cho một cái dự án mà các bạn đang theo dõi hoặc là đang phụ trách. Có thể nói rằng là Planner tuy là chưa thể hoàn toàn có thể so sánh được với lại các phần mềm thương phẩm, các phần mềm có bản quyền. Tuy nhiên, đối với các nhu cầu từ trung bình trở xuống thì Planner đã là khá đủ. Và như các bạn cũng thấy là trên màn hình chúng ta đang thử chơi một bài nhạc. Và chúng ta thấy rằng là các hiệu ứng về âm thanh cũng như là hình ảnh của bài nhạc này cũng không hề thua kém những phần mềm thương phẩm và được sử dụng trên môi trường hệ điều hành có bản quyền.
Như vậy là các bạn đã nhìn thấy sơ qua một số các ứng dụng ở trên hệ điều hành Linux, cũng khá là ấn tượng phải không các bạn? Tuy nhiên, đó chỉ mới là một cái phần rất nhỏ những ứng dụng mà chúng ta có thể có được từ cộng đồng mã nguồn mở. Có thể nói rằng là với sự phát triển và với sự nhiệt tình của cộng đồng mã nguồn mở thì hầu như mọi nhu cầu từ đơn giản nhất cho đến là rất là phức tạp thì các bạn đều có thể tìm thấy một phần mềm được phát triển trên ý tưởng mã nguồn mở được sử dụng ở trên Linux. Và điều này càng ngày càng làm cho Linux trở nên một ứng cử viên rất sáng giá trong cái việc là sử dụng nó, ứng dụng trong các công việc hàng ngày. Vậy thì bước tiếp theo là chúng ta tự hỏi rằng là cài đặt Fedora hay là một hệ điều hành Linux nói chung là có khó hay không? Câu trả lời rằng là cũng không phải là quá khó. Bạn không cần phải là một chuyên gia, chỉ cần các bạn biết cách bỏ dĩa CD-ROM vào trong máy tính, biết cách click chuột và nhấn nút next là đa phần là các bạn đã có thể cài được Fedora. Chúng ta hãy cùng lướt nhanh qua quá trình cài đặt Fedora nhé. Các bạn cũng thấy rằng là sau một hồi khởi động thì công việc đầu tiên của chúng ta là click vào một nút next. Chúng ta chọn ngôn ngữ được sử dụng để cài đặt và ngôn ngữ hiển thị của Fedora, chọn bàn phím. Chúng ta chọn cái cách thức Fedora cài đặt chính nó lên trên ổ cứng. Thông thường thì chúng ta chẳng cần phải làm gì cả, chúng ta bấm nút next và confirm và xác nhận rằng là chúng ta muốn xóa toàn bộ thông tin trên ổ cứng để cài đặt hệ điều hành vào. Tiếp theo là các thiết lập về mạng. Thông thường thì nếu như máy tính của các bạn ở trong một môi trường mạng của công ty hoặc là mạng ở nhà thì chúng ta cũng không cần phải làm gì cả. Một lần nữa lại nhấn vào nút next. Sau đó chúng ta chọn múi giờ và chọn mật khẩu cho cái tài khoản quản trị. Tài khoản quản trị ở trên hệ điều hành Fedora và Linux nói chung là được gọi là tài khoản root. Kế tiếp là chúng ta cần chọn các cái gói phần mềm mà chúng ta cần cài đặt trên hệ thống. Thì nếu như các bạn là một người sử dụng bình thường, trong đó chúng ta chủ yếu sử dụng vào các cái mục tiêu là văn phòng, các tác vụ văn phòng, thì Fedora đã được cấu hình sẵn để cài đặt các gói phần mềm cần thiết cho chúng ta rồi. Còn nếu như chúng ta cài đặt, chúng ta là người chuyên nghiệp hơn, như là một cái người chuyên làm về software development hay là chúng ta cần cài đặt Fedora như là một hệ điều hành, thì chúng ta có hai chọn lựa phía dưới. Nếu như các bạn là những người chuyên nghiệp hơn một chút thì các bạn sẽ biết mình cần phải làm gì ở đây rồi. Do đó, đối với một người dùng bình thường thì chúng ta chỉ việc nhấn nút next. Còn nếu như chúng ta muốn tinh chỉnh hơn nữa những cái gói phần mềm mà chúng ta sẽ cài đặt thì chúng ta sẽ customize nó và chọn một cách chi tiết hơn. Ở đây chúng ta sẽ không đi vào chi tiết, chúng ta chỉ nhìn qua danh sách một số các phần mềm đã có sẵn, các gói phần mềm đã có của Fedora rất là ấn tượng. Và như vậy là chúng ta đã sẵn sàng cài đặt. Sau một thời gian chờ đợi, Fedora cài đặt lên trên máy tính thì chúng ta đã có sẵn một hệ thống, một hệ điều hành trong đó với đầy đủ các phần mềm phục vụ cho các nhu cầu bình thường của mình. Và chúng ta chỉ việc nhấn thêm một lần một nút next cuối cùng nữa, đó là nút reboot, để chúng ta bắt đầu sử dụng hệ điều hành của mình. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau làm quen với Fedora cũng như là một số khái niệm liên quan đến mã nguồn mở. Hy vọng rằng là Linux sẽ là một chọn lựa thú vị cho các bạn trong tương lai. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.